trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Đài Liên Tục Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại đến phần thứ 3 của chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ 6 từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã trình bày, con người ta thì nhất mệnh nhị vận, tam âm thổ, tứ âm công, ngũ độc thư. Cái phần thứ 3 là cái phần nói về âm thổ, tức là dương trạch và cái vấn đề mộ mã của tổ tiên chúng ta. Phần này chúng ta sẽ nói về dương trạch. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng là sống có nhà, thác có mộ, tức là chúng ta sống thì ai cũng cần có một cái nhà, là cái nơi mà mình cái ước mơ của mình, mà nơi mình 1/3 cuộc đời của mình là trong giấc ngủ chúng ta sinh hoạt hàng ngày, mà cuối cùng về gửi thân xác này trong cái nhà. Và cái nhà của chúng ta là cái nhà mà chúng ta cần phải có những cái khí, những cái âm dương khí nó vào để cho cái sức khỏe của chúng ta cũng như là nuôi cái mạng sống của chúng ta hàng ngày được tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, về phần dương trạch thì chúng ta rất có nhiều phái trên thị trường ngày nay. Những cái phái bắt trạch minh cảnh, có người thì dùng minh kinh một tí xíu khác, và có người sử dụng khoái huyền không phi tinh, rồi huyền không đại quái, vân vân. Nói chung là chúng ta, rồi cái phái tam nguyên, phái tam nguyên nữa, đó là về vấn đề dương trạch. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng ta nên đi vào những cái bộ môn mà nó từ gốc, từ ban đầu, từ xa xưa đã chứng minh. Như Hoàng đế Nội Kinh sử dụng cái bát trạch minh cảnh, bát trạch minh kinh, người ta đã xác định được cái vấn đề mà từ xa xưa để mà nói về vấn đề dương trạch, tức là ta dùng cái cung phi và nói về tám hướng, càng không cấn đài, khảm bi chấn tốn cho người Tây Mạng và người Đông Mạng. Và sau đó chúng ta có cái cung phi để chúng ta tìm được cái hướng tốt, hướng xấu. Và trong cái cung phi đó, sau khi chúng ta biết được hướng tốt xấu như thế nào, người ví dụ như người mệnh càn thì nên hướng càn, chúng ta phải hiểu tọa hướng như thế nào. Nhưng ở đây chúng ta không đi vào chi tiết của những vị trí, những công việc làm thầy, mà chúng ta chỉ xác định rằng là chúng ta nên sử dụng cái bát trạch minh kinh từ Hoàng đế Nội Kinh mà người ta đã khai triển cái bộ môn này cho tới ngày nay là như vậy. Và khi chúng ta trong đời sống của chúng ta, dương trạch là một cái phần có ảnh hưởng đến thật sự đến đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta, dù chúng ta giỏi như thế nào, nếu chúng ta ở vào một cái căn nhà mà nó nghịch khí, và những cái khí mà chung quanh nhà nó tạo cho chúng ta thành những cái cơ sở nghịch hãm, thì chúng ta sẽ khó mà có tiến triển phát triển. Như tôi thường biết rằng là thường xem cho một số người, có những người ta ở trong một cái căn phòng đó, ta ngủ một cái giường cái hướng như vậy và ở 20 năm không hề xoay chuyển, vẫn tiếp tục ngủ trong căn nhà đó, và người ta đây bị phong thấp, sao mất về bệnh đó. Khi người thầy giỏi đến, người ta có thể xem được cái hướng của giường, khí trong căn phòng đó, cái vị trí đó và khí từ ở ngoài nó vào như thế nào, người ta có thể tính ra được là người đó chết vì ở trong căn phòng đó nên sẽ bị bệnh. Có những cái trong căn nhà chúng ta có những cái căn phòng nó thuộc về sinh khí, nhưng mà lại có những căn phòng nó thuộc về tuyệt mạng, cái vị thầy có thể xác định được cái vị trí đó. Ngoài ra cái phong thủy cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tình duyên. Có những căn nhà mà ở phía ngoài nó bị phạm những cái sát khí, khiến cho gia đình đó, con cái khó lập gia đình, và có khi có những người ta đến ta chỉnh cái đào hoa, cái phong thủy, thì sẽ làm cho cái người trong gia đình đó lập gia đình một cách dễ dàng. Đó là vấn đề dương trạch. Dương trạch là vấn đề có tác dụng đến cuộc sống của chúng ta, nhưng nó ở hàng thứ ba, quan trọng ở hàng thứ ba là phần dương trạch. Tôi sẽ trình bày phần âm trạch trong phần thứ tư. Như quý vị phải hiểu rằng là chúng ta nếu có cơ hội phải nên kiểm tra lại vấn đề dương trạch của mình. Quý vị rất là common sense, khi tôi đến một căn nhà nào đó mà tôi chỉ cần thấy rằng là đồ đạc lổm ngổm, đi đứng không được, đi phải lắp thế này đồ kia, mà giấy tờ, đồ đạc, đồ hôi thối chung quanh, thì chắc chắn cái nhà đó là đang gặp cái vận không được tốt, khó khăn, đi đứng không rõ ràng, và nhiều chuyện xui đến lắm đó. Và bước vào trong nhà, chúng ta có thể, người thầy giỏi có thể ngửi được trong cái nhà đó là cái mùi vị như thế nào. Có khi là cái nhà đó từ
vừa mới tới cổng thôi, tôi đặt thứ có thể biết được trong nhà này có người bệnh, hoặc là trong nhà này đang phát, hoặc là đang gặp chuyện kém may mắn, vân vân. Dương trạch là điều có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Nếu cẩn thận, có cơ hội chúng ta nên kiểm tra và kiểm soát. Tôi xin phép một phần giảng giải ra số tử vi. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ, tôi xin đặt câu hỏi được không? Dạ vâng ạ. Xin mời ạ. Vâng, tôi muốn hỏi cho Nam. Đọc ngày tháng năm sinh ạ. Dạ đọc đi ạ. Vâng, người Nam sinh 20 tháng 4 năm 1990. 2 giờ ngày 20 tháng 4 1990. Vâng. 2 giờ 15 chiều. Vâng, người này sinh vào giờ Mùi. Tôi xin lặp lại, người nam sinh vào ngày 20 tháng 4 năm 1990 và 2 giờ 15 chiều. Định mệnh và lá số của người này được xếp như sau. Đây là người đàn ông có mệnh vũ sát, có hóa quyền, chiếu đào hoa, liêm tham, tử phá. Người này có bản lãnh giỏi nha, có bản lãnh giỏi, học hành cũng giỏi mà làm việc cũng giỏi, cái gì cũng giỏi hết nha. Đây là người rất có bản lãnh và lại có đào hoa chiếu màng, có xương, có văn xương nữa, tam hợp của văn khúc về. Đây chứng tỏ là người này được nhiều người yêu thích. Thế nhưng bởi vì cái tâm mệnh của người này có vũ sát và hóa quyền, cho nên người này coi thường chuyện lập gia đình, coi thường chuyện vợ con, một đời tạo cái cơ nghiệp cho mình mà thôi, lúc nào cũng bất mãn đến vấn đề tiền bạc sự nghiệp của mình, cho nên muốn làm mà khi làm việc gì thì làm liều lĩnh lắm, không có làm cái cơ sở bình thường như người ta làm một cái chức vụ lớn gì đó để mà từ tốn mà tạo thành cái cơ nghiệp. Người này muốn liều lĩnh tạo cái cơ nghiệp cơ sự của mình, xem thường chuyện vợ con. Người giỏi có tài năng nhưng là một người giỏi mà người khác phải sợ. Đó là cái cách sơ lược về cuộc đời của người này như thế nha. Người này sẽ người này là giống bố nha, giống bố, giống bố về cái lối sống thôi nha, vì cái tâm mạng thì cũng cứng hơn bố nữa nha. Cái sơ lược số mệnh là như thế. Nói về đời người thì chúng ta có thể trình bày đến 3-4 tiếng đồng hồ không hết. Tuy nhiên trên phạm vi giới hạn của đài, chúng tôi chỉ nói sơ lược cái cảnh của cái đời người đó mà thôi. Nếu muốn tìm hiểu sâu xa hơn có thể gọi riêng cho tôi để tôi sẽ cố vấn thêm. Tôi cũng xin trình bày thêm là chương trình của chúng ta là chương trình tử vi và số mệnh, là nói về cái số mệnh, định mệnh của con người. Có những người gọi vào cho tôi biết rằng là như vừa rồi chúng ta có những người muốn hỏi rằng là tôi, chồng tôi của tôi tuổi như thế này và vợ tôi của tôi như thế này rồi con của tôi tuổi thế này, như thế thì chuyện gì xảy ra. Kính thưa quý vị, với khả năng của Chí Đức, tôi sẵn sàng trả lời cho quý vị hết tất cả những cái bước đó rất là dễ dàng. Vợ chồng lấy nhau, cô dâu sắp sửa lấy chú rể, muốn hỏi biết trong tương lai vợ chồng tôi thành tựu như thế nào, tôi cũng sẵn sàng trình bày cái bí mật cuộc đời cho biết như thế. Cho nên cái phần tử vi và số mệnh là chương trình của tử vi và số mệnh, nói về số mệnh của con người. Quý vị muốn biết những ngoài những câu hỏi khác có thể gọi riêng cho tôi có thể giúp cho quý vị những phần đó. Nếu trường hợp quý vị ở gần có thể đến thẳng văn phòng của tôi sẽ giúp cho quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin quý vị giữ yên chi máy, chúng ta sẽ trở lại phần thứ tư trong giây lát. Xin kính chào quý vị.